Rồi, sắp ra câu duy nhật bãi cho tất cả đại mọi thủ nha. Quay trở lại vì ngày hôm nay, bây giờ cuối tháng nha, 31 tháng 1 nha, cũng cuối năm, cũng là một hai ngày này bên em cũng nghỉ nha. Thì anh em chốt được cái nào sớm thì bên gửi để nhìn được trước Tết nha. Thì bây giờ là có bên 25 mẫu cần ba con máy, thì đây có một con ba con máy đây qua nha em. Con máy là con máy đây qua Tattoo Line nha em. Con này 7.1 này, con này thì em sale rất là rẻ nha, máy bị xào. Con này mới gần 5 triệu nha, thì sale mấy trăm thôi. Con này thì một con gỗ dòng đây qua. Con này cũng là máy cho mình này Cadia. Đó, đây có một con này Satiga nha em. Con này thì còn mới cứng nha, còn nguyên hộp bao vải đầy đủ luôn. Và một số cần thì những dòng như là cần công ngâm cô đơn đây qua Ryobi từ 2m4 cho tới tầm khoảng vào 3m5 4m3 có nha. Đây. Súp lỡ thì 3m6, 4m2, đây 4m5 nha. Cán vợt này, cần tay thì chỉ có 4m5, 4m8, 5m4, đây có cái khóc này, Ikeda đây qua nha em. Đây, Ikeda nha. Một số cần cho mình cô bè thì sẽ có cần lua, cần hai khúc. Đây có những dòng lua gần này, đều có nha, cần máy ngang của Abu gần 10H nha em. Đây, Abu 10H này. Một số cần một khúc và cắm gốc. Đó, cho mình cũng ngâm lan xe. Một số 2-3 khúc thì giả tốt thôi. Nói chung video hôm nay thì em sẽ miễn ship tất cả nha em. Và sẽ ship nhanh đây để mình nhận sớm trước Tết nha. Rồi thì con máy số 1 cho mình đi. Là một con máy của dòng Daiwa. Cái con này là con máy của Daiwa tay trái nha em. Con này là máy Daiwa Tatula nha. Đây Tatula Elite. Con này 7.1 này. Con này bản ngoài bản Thái Lan. Con này giá mới thị trường. Con này 2022 nha em. Giá mới thị trường thì rơi cho mình tầm khoảng 4 triệu 7 nha em. Tầm khoảng 4 triệu 8 á. Đó. Thì con này bị xào nha, nó bị xào thì em sẽ test như này để cho mình giá tốt nha, 800.000 này. Đây 800 nha. Đó, nó bị xào cái này nha anh em. Đó, nó bị xào nha. Có thể đời của mình là đời à 2022 nha. Chứ là máy còn xài được, nó hơi bị xào thôi. Đó, tập thể thế này. Anh em về mình vệ sinh mình bảo dưỡng này nha. Cái này hàng Tết nó về được con thì thôi em không bán, anh em mình về bảo dưỡng này. Mình không có đi bảo dưỡng cho mình luôn. Đó, máy thì mượt nha anh em. Tốt. Nhưng mà hơi xào ạ. 800 nha, miễn ship toàn quốc. Số 2 thì một con máy cho nên mình cô lua. Con này thì máy đứng như này, đổi tay trái phải được. Con máy thì nó sẽ kèm một cái bao vải này. Đây không phải cô đây qua chính hãng cho mình luôn nha. Đây qua màu đen. Cái con này tên của máy là dòng Daiwa anh em. Con này Daiwa Cadia 2506. Con này có ABS như này, dòng Tutorman. Cái bản này á, bên Nhật nó bán tầm khoảng trên 3 triệu như này. Con này thì nó không bán ở Việt Nam ở đâu. Đây China xuống thị trường Nhật. Con này thì cối nông. Thế đây mình cô lua câu ISO này. Máy thì cực đẹp nha. À, gạt cước này. Lý gà này, lô cước này. Tình trạng con này thì vẫn còn đẹp nha. Con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 99% như này. Để 990 nha. Đó, cái Cadia 2506. Cái dòng mà thì lua liếc khỏi bàn cho mình rồi. Đổi tay trái phải và iPad đầy đủ nha anh. Bao mượt. Đó. Cực kỳ mượt nha. Chốt trận 2 chiều ở đây. Con này khỏi bàn luôn. Con này để cho mình giá là 1 triệu 8 anh em. Đây, 1.800.000. Cái phụ kiện của mình thì nó sẽ có một cái bao nha. Đây, cái bao vải zin theo cần, zin theo máy cho mình này. Đây, có đây qua cho mình luôn. Số 3 thì đây sẽ có một con máy. Con này thì máy của dòng Daiwa này. Con này Daiwa Satiga 5000 nha. Con này thì nó còn full box nha. Nó sẽ còn đầy đủ cho mình này, hộp này. Thời hàng nó về nó vận chuyển thì lâu ngày nó bị cái hộp nó hơi bị cũ này. Nó bị cũ cho mình thôi. Này nó bị. Đây, tháo cho mình nha. Hộp con này thì đầy đủ nha, đầy đủ sổ sách cho mình đây. Đây, đầy đủ sổ sách lông đền đều có nha. Đều có này, sách và lông đền. Cái thông số máy thì nó sẽ ghi sẵn cho mình trên này này. Gradio là 4.8, 4.4.1. Trọng lượng của máy là 600g nha. Maxran là 15kg. Thì nó sẽ có cho mình hộp này, bao vải này. Đây, máy này. Máy nha. Tay quay này. Đây, tay quay nó sẽ riêng cho mình. Có cái bao vải có 2 ngăn luôn. Đó. Satiga nha. Cái dòng mà thì anh em có zip cầu biển thì khỏi bàn rồi. Cái con đây qua này á, xe thực của máy thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào. Trong chính xác cái con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 8.000 như này. Rồi tính xác tầm khoảng 8.000 nha. Ở trong tay phải thì em sẽ không, tay trái là không thuận lắm. Hơi và hơi khó nha. Em chỉ thuận tay phải thôi. Đây. Cái dòng này thì khỏi bàn cho mình rồi. Mấy con này thì đều ở Japan nha em. Đều Japan nội địa Nhật hết. Tình trạng của nó thì có sức dăm ở dưới đây một xíu thôi. Tình trạng của máy thì nó sẽ cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha. Đây, cực đẹp cho mình luôn. Đây, made in Japan. Lô cước này, lưỡi gà này. Gạt cước đều ok nha. Đổi tay trái phải được. Bao mượt nha, một chiều này. Đó. Đầy đủ nha em, hộp và bao vải kèm hết. Thì con này để cho mình giá 8.2 triệu nha. Đây, 8.200.000 nha. 8.2 triệu cho mình ạ. Anh em cứ tham khảo giá nha em. Những cái dòng thì cái đời 2010 thì cực kỳ ngon rồi. Giá thị trường rơi cho mình từ nó mới như này á, còn đầy đủ hộp và bao á thì không dưới 10 cho mình đâu. Rồi đối với cần nha, thì sẽ có 25 mẫu cần. Mã số 1 thì một con cần dạng mini rút.
con này cô đây qua 2m7 cứng 50. Con này thì cho đây mình cũng ngâm lăng xê này. Con này bỏ hai da nha em, của dòng carbon quicker để phôi hai da. Con này thì có định vị nha em, định vị lóng, định vị khoen hết. Cứng 50 thì anh em mình cũng ngâm cô đơn, ngọn cần là 2.4 ly. Ngọn sẽ có 1 và 2 ba khoen chạy cho mình đây. Nguyên bản nguyên zin nha. Trừ cái lóng ngọn của cần thôi, còn tất cả mấy lóng còn lại là hai da này. Đó, bạn hai da nha. Đây, cực đẹp như này. Carbon quicker. Đây, tem vàng đầy đủ hết. Mấy con này thì trong mà cũng thu gọn thôi để em đo tình trạng của cần nó bao nhiêu thì mình bỏ cốc xe nha. Con này nó ngắn, thu gọn của cần là 76 nha em. Đây 76 cm, cân nặng là 270 g, mã số 1, giá 1.200.000 nha em. Đây 1.200.000 ạ. Số 2, một con cần nhà, con này cũng dạng là cần công ngâm cô đơn, cũng dạng mini nha em. Con này của dòng là Ryobi, dài 2m4 cứng 15 carbon smarter, hàng Korea xuất thị trường Nhật này. Đây tem vàng đầy đủ. Thì cứng 15 thì cũng dạng công ngâm cô đơn, khoen pad Fuji hết. Ngọn cần là 2 ly nha. Đây ngọn 2 ly. Tình trạng thì nó sẽ có sức dăm sơn này. Ngọn sẽ có 1 và 2 khuyên chạy đây. Đây tình trạng thôi nha. 2m4 con đi kèm cho mình 3 lóng như này. Đây đi kèm 3 lóng nha. Nước sơn thì trắng xanh. Tổng thể thế này. Nếu còn kết. Cân nặng là 120 g, mã số 2. Giá con này 550 này. Đây 550.000 ạ. 2m4 nha, mình câu lô rút vẫn được cho mình luôn. Số 3 con này là con cần ISO khoen nhỏ nha. Còn ISO khoen nhỏ nó của hàng Korea này. Độ dài của cần là 4m5, độ cứng 2 nha em. Của dòng Seagull. Đây, tổng thể thế này. Khoen pad là khoen pad Fuji. Đây, lọ xe đã xám hết. Con này ngọn của cần tôi đo cho mình là ngọn 1.8 ly. Ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy như này. Đó. Nước sơn con này thì carbon xoắn vân màu xanh nha. Đây, carbon xoắn vân màu xanh này. Đây, tình trạng của nó thì còn đẹp nha. Nói chung thì nó sẽ sức chăm sơ theo cần thôi. Thì con để cho mình giá tốt như này. Để cho mình là giá 450 nha. 450.000 miễn phí ship toàn quốc. Anh em nhận hàng đồng kiểm nha. Gửi trước Tết cho mình. Cân nặng 190 g, mã số 3, 450 ạ. Đây, 450.000. Số 4, một con ISO khoen lớn. Con này là cần của dòng Suzumi. Đây, khoen lớn như này. 5m3 độ cứng 3. Con này khoen pad Fuji này. Đây, khoen pad Fuji nha. Xì đất xám. Cứng 3 thì xả cần tay ra cho mình tầm khoảng vào trên 5H rồi. Ngọn cần là 1.7 ly. Thì ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy đây. Phôi của mình là phôi carbon nha. Carbon xoắn vân toàn thân. Đây, tổng thể thế này. Đây, thế này nha. Xoắn vân toàn thân như mình này. Đó. Nước sơn thì màu trắng tím. Trong con này thì vẫn có ok nha này. Anh em mình không ngâm cô đơn, mình câu bờ kè đều được nè. Cứng 3. Cân nặng là 340 g, mã số 4, giá 650 nha. Đây 650.000 ạ. Số 5, một con cần ISO khoen nhỏ của dòng Daiwa. Con này thì dòng Daiwa nha anh em. 5m3 độ cứng 2 của dòng carbon quicker. Con này bản cái là bản hai da nha. Và dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet nè. Đó. Bản hai da này carbon hai da hết. 5m3 độ cứng 2, ngọn của cần tôi đo cho mình xác cho này là ngọn 1.2 ly. Xả cần tay tầm khoảng 4H nha, khoen sheet hết nha. Ngọn có 1 2 3 khoen chạy đây. Cái dòng này thì 4 khoen chạy, ngọn của nó thì trừ cái lóng ngọn lóng thứ hai thôi. Đó. Còn tất cả các lóng còn lại của cần như này. Giờ là phôi hai da này. Đó, đều các con xoắn hai da hết cho mình ạ. Khoen là khoen xích nha. Còn này nên có câu bờ kè một câu táp vào được này. Cứng 2 thì nó cần ra thẳng rồi, tầm khoảng 4H. Cân nặng là 230 g, mã số 5 như này. Giá 1.100.000 nha. Đây 1.100.000 ạ. Rồi số 6, một con cần súp lỡ. Con này thì cho nên mình không ngâm cô đơn đánh đầu cần đây. Con cần này của hãng Alpha Tackle, dài là 3m6 cứng 20 carbon star, hàng Korea xuất Nhật. 3m6 cứng 20 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng Epic cho nên Epic Pad Fuji F7 dàn khoen Fuji. Đây xì đất xám. Ngọn cần tôi đo cho mình xác cái này là ngọn 1.9 ly nha. Đây ngọn sẽ có 1 này và 2 khoen chạy đây. Con này thì carbon nó xoắn vân toàn thân luôn. Đây từ gốc tới ngọn như này. 3m6 cứng 20. Đây, đánh đầu cần công ngâm cô đơn được này. Tập thể thế này. Cân nặng con này là 310 g, mã số 6, giá 700 nha anh. Đây, giá 700.000 cho mình ạ. Mã số 7, số 7 thì một con cần súp lỡ luôn, con này thì dài hơn. Cái độ dài con này là 4m2 nha anh em, 4m2 cho mình con ngâm cô đơn, đánh lọc độ cần này. Khoen pad Fuji xứ đá xám. Cái ngọn con này thì đo cho mình sát ở trên này á là ngọn 2.4 ly, cái độ cứng tầm khoảng vào 25 nha. Ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy đây. Khoen pad Fuji xứ xám hết. Tổng thể con này thì nó sẽ có sức dăm như này. Đây, nó sẽ có sức dăm sơ theo cần thôi. Đánh đầu cần và gần bờ. Cứng tập khoảng 25 EX nha này.
đó. Tổng trọng lượng của cần thì cần được là 400g, mã số 7 nha em. Giá con này là giá 700.000 ạ. Đây, nắp chụp thì xoay bằng inox nha, 700. Số 8 này, số 8 thì con này là con cần lực của dòng Ryobi. Đây Ryobi nha em. Dòng Kickmaster GFX nha. Cái dòng ghế đấy của Ryobi này là phôi 2 da này, 4m2 này. Đây, 4m2 nha em. Đây Kisu Master. Con này thì bạn có bạn phôi 2 da toàn thân luôn, nó sẽ có cái phụ lớp sơn một trắng lên thôi. Dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet, con này thì ngọn cần thì ngọn lớn 2.7 ly, độ cứng rơi cho mình tầm khoảng 27 nha. 27 thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào DX, ngọn sẽ có 1 và 2 khoen chạy đây. Đây, khoen sheet nha. Con này phôi 2 da toàn thân luôn. Cái này nó phụ lớp sơn lên thôi, còn tất cả cái phôi con dọc Kisu này đều 2 da rồi. Cái dòng Gerard thì anh em biết rồi. Đây có định vị nha. Đây có định vị cho mình này, định vị các lóng á. Phôi 2 da cái vít. Thì thích hợp mình đánh đầu cần và gần bờ thôi. Con này anh em nhìn ở trong nha anh em, cái phôi 2 da của nó đều ở trong là đều 2 da nha. Đó, 2 da hết. Cái gốc con này á thì nó sẽ có đối trọng này. Cái đối trọng này anh em mình hơi lửa nha, mình tháo ra vẫn được cho mình. Cái này là zin theo cần cán gỗ. Cân nặng con này là 480g, mã số 8 nha anh em. Giá con này là 2.2 triệu. Đây 2.200.000 ạ. Mã số 9. Số 9 thì đây có một con cần lục, con này là cần lục cần rút của dòng Shimano nha anh em. Đây Shimano. Con này Sub Leader FV, dài là 4m25, độ cứng CST thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng 30. Hàng China xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng. Cái bản này thì anh em biết rồi. Pad của mình là pad Fuji NS7 này. Đây, pad đời cao nha, đây, Fuji NS7. Có phụ kiện thì nó sẽ có nắp chụp và sẽ có cho mình là dàn khoen full sheet đây. Cái dòng có định vị hết nha. Đây. Ngọn con này thì đo cho mình là sát trên này là ngọn 2.6 ly. Ngọn sẽ có 1 này. Đây về 2 khuyên chạy nha. Định vị đầy đủ hết. Tổng thể thì con này sẽ còn mới nha. Con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha. Đó. Đây, rất sáng và đẹp nha. Đây, còn sáng đẹp đóng semi chống nổ đầy đủ hết này. Đây. Con này thì 425 CST, cân nặng là 490g, mã số 9 nha em. Để cho mình giá tốt nha, 2.8 triệu thôi. Đây 2.800.000. Số 10 sẽ có một cái cán vợt. Đây một cái cán vợt carbon. Cái cán vợt này thì carbon, độ dài của cán là 5m4 nè. 5m4 cán thì dạng vừa nha. Con này thì nó sẽ có một cái dây đeo như này, để cái dao trợ lực cho mình nha. Thì những cái cần cán vợt bên Nhật về thì anh em biết rồi, gen của nó đều là gen 12 nha. Đây gen 12 hết. Cán của mình là cán carbon nha. Đây cán carbon như này. Cán này thì anh em mình vật cá nha. Đây cá rồi mình làm cái xào mình làm cái móc kỳ đều được này. Đấy tổng thể thế này. Rồi cán này thì cán carbon 5m4, có dây đeo cho mình, mã số 10 nha anh em. Giá của nó là giá 500 nha. Đây 500.000 ạ. Mã số 11, 12, 13 thì sẽ có ba cái cần tay. 11 thì đây sẽ có một con cần tay carbon. Con này thì độ dài của mình là 4m5 nha anh em. Con này thì 4m5 này. Con này 4m5 thích hợp anh em mình thu rô cô giết thôi. Mẹ dân, độ cứng tầm khoảng 3H, ngọn là tầm khoảng vào 0.8 ly. Cái con cần này thì đã được cuốn chỉ nha anh em. Đây, đã được cuốn chỉ chống nổ nha, từ gốc tới ngọn cho mình luôn bằng kim tuyến. Đây ngọn 0.8, cứng 3H nha. Cần carbon. Đó. Tình trạng thế này nha. Thì nó vẫn còn đẹp và sáng cho mình này. Đó. Đẹp và sáng nha. Độ cứng tầm khoảng 3H. Cái tay cầm của mình thì đã được cuốn chỉ này và dây mây, gốc thì sẽ có dây buộc bảo hiểm ở đây. Cân nặng con này là 140g, mã số 11 anh em. Giá 600 nha. Đây 600.000 ạ. Mã số 12. 12 thì đây có một con cần tay, con này thì dài hơn một xíu. Con này 4m8 nha. Đây cần tay con này 4m8, cần carbon, xoắn vân toàn thân. Con này thì nó sẽ có cái nắp chụp kèm này. Còn con hồi nãy không có nha. Thì tình trạng con này thì nó sẽ bị xước sơn nha, cái này tróc nước sơn phủ bóng ra ngoài một xịt màu đỏ cho mình thôi. Rồi cái phôi carbon ra, ngọn 0.8 ly, cộng cứng tầm khoảng 3H thôi. Đây. Carbon xoắn vân toàn thân như thế này nha. Đây, tình trạng thế này. Thì nó sẽ còn và sáng đẹp hết cho mình đây. Con này 4m8 thì nó sẽ kèm 5 lóng nha. Đây, 5 bóng cho mình. Đây, tổng thể thế này. Cái tay cầm của mình thì nó được cuốn chỉ này, cầm chắc tay. Cái này thì nó ghi cái tên của cường thủ trước cho mình này. Cân nặng của cần chỉ có 105g, mã số 12, giá 650 nha. Mã số 13, 13 thì một con cần tay đập khúc. Đây, con tay đập khúc rất đẹp nha. Con này bản nội địa Nhật cho mình này, phụ kiện của nó thì sẽ đầy đủ cho mình nha. Nó sẽ có một cái bao vải zin theo cần này. Đây, bao vải zin theo cần nha. Thông số sẵn cho mình này. Và sẽ có hai cái nắp chụp kèm này. Đó. Và bảy nắp chụp zin nha. Thì con này thì độ dài con này là 5.7 này, 19 là 5.7 nha. Thì nó sẽ kèm cho mình là
5m7 thì nó kèm cho mình là 6 lóng. Con này thì carbon, nó sẽ giả vân trúc, vân gỗ cho mình này. Cực đẹp nha, tay cầm thì được cuốn chỉ. Đó. Con này thì mấy cái lóng dưới của nó thì đều là carbon, giả vân trúc. Còn hai cái lóng trên của mình thì carbon nước sơn màu đen nha. Bên dòng hàng Nhật thì đều như vậy, anh em biết rồi. Đó, đẹp và sáng hết đây. Độ cứng tầm khoảng 3H thôi. Cái đầu bua con này là 360 độ như này. Đây, 360 độ chống xoắn cho mình này. Ngọn tầm ngọn con này là ngọn 1 ly nha. Cứng 3H. Tình trạng của cần thì nó sẽ còn đẹp và sáng hết này. Đó. Đẹp và sáng nha. Cái tay cầm con này thì được cuốn chỉ và dây mây. Dây mây trên này. Cân nặng con này chỉ có 110 g mã số 13 nha anh. Giá 1 triệu 2 ạ. Đây, 1 triệu 200 ngàn. Mã số 14 là một con cần Ikeda. Con này là cần Ikeda cho mình của bè anh em. Con cần này của dòng Daiwa nha. Daiwa dài là 1.8 nha. Đây, 1.8. Khoen của mình là khoen Fuji 3 chân, đây loại xịt đất xám. Con này là ngọn của mình là ngọn dấu trong thân cần nha. Và con này là ngọn cắm. Cái đa bản nội địa Nhật, gốc thì có một cái dây buộc bảo hiểm này. Có dây buộc bảo hiểm sẵn cho mình nha. Gốc của nó thì trường là cầm chắc tay này, nó sẽ làm cái ngấn á. Đây cái ngấn nó quấn chỉ sẵn cho mình luôn. Mình cầm chắc tay này. Có là cần ở mình là cần cắm nha này. Cần là cần cắm xuống nha. Đó. Cắm gốc cho mình. Thì cái đa rất là dẻo mềm rồi. Đây 1.8 này. Cho nên mình câu cá nâu, cá rìa, câu bè, câu tôm càng đều được nha. Đó, 1.8. Ikeda carbon nha. Carbon giả vân trúc vân gỗ cho mình luôn. Cân nặng của cần là 88 g, rất là nhẹ anh em. Mã số của này là mã số 14 nha. Giá cần là 1 triệu nha. Đây 1 triệu miễn ship toàn quốc ạ. Mã số 15, 15 thì đây một con này là con cần lua. Con cần lua hai khúc, con này thích hợp cho anh em mình câu bè này. Câu bè câu lua nha anh em. Con này là cần lưu hai khúc của dòng Daiwa. Đây con này cần lưu hai khúc của dòng Daiwa nha. Cái thông số này còn sẵn này. Cái dòng này là cái dòng Taiwan xuất thị trường nha anh em. Cái con này không có bán ở thị trường Việt Nam nha. Đây con này của Taiwan. Nó dài là 1.8, cứng là ML. Đây cứng tên ML, thông số tải mồi từ 5 đến 20g. Con này phôi của mình là phôi rằng ri này. Và khoen của mình là khoen chính hãng theo cần nha. Của Daiwa. Đó của Daiwa cho mình. Cái tay cầm con này thì bằng cán mút. Con này cân nặng của cần á thì nó tầm khoảng 110g thôi. Để cho mình giá tốt nha anh em. 220 ngàn nha, miễn ship toàn quốc. 220 nha này. 220. Con này thì đây mình câu bè, câu ngâm. Trong mấy con này thì đi mình câu bè, câu mực đó thì khỏi bàn rồi. Giá thành rẻ thôi. Đó, giá thành rẻ nha này. 220 miễn ship ạ. Còn mới chỉ xài qua nha. Thì đây tiếp theo một con cần lưu hai khúc, con này máy đứng luôn. Con này thì cần lưu hai khúc máy đứng mã số 16 nha này. Con này thì độ dài con này là 6 feet 1.8, độ cứng ML của dòng Star Spin này 3, dòng Neo nha anh em. Con này hàng các bạn là China xuất thị trường Nhật này, đi kèm là hai khúc cứng ML. Thì con này phôi của mình là phôi carbon xoắn vân, khoen con này là khoen pad chính hãng nha. Đây khoen pad chính hãng theo cần. Cứng ML ngọn cần là 1.8 ly. Đây tổng thể này, ngọn 1.8 ly. Thích hợp cho anh em mình lưu lóc, lưu chẽm, câu bè được này. Cân nặng là 100 g mã số 16, 400 nha anh em. Đây giá 400 ngàn nha. Mã số 17, 17 thì một con cần lưu hai khúc máy ngang. Con này của dòng Abu nha anh em. Dòng Abu Garcia. Con này thì Abu Garcia, con này của dòng là Badbet 2 nha anh em. Con này thì độ dài con này là 6.7 nha. Chính xác cần đo cho mình là 2m nha, 2m01. Cứng là MH, MH thì dạng cứng rồi. Tải mồi từ 1/4 đến 1/2 OZ tầm khoảng 40g, tải cá 10 đến 30 lb bao nha. Mắt tầm khoảng 15 kg, tầm khoảng 2m này. Con này bản nội địa nha anh em, của dòng Thụy Điển nha. Đây, Badbet 2. Con này mới có cần tầm khoảng gần 4 triệu như này. Đây tổng thể thế này. Thì con này khoen của mình là dạng khoen Fuji Sit 3 chân hết này. Thì máy ngang thì đa số là khoen chân ngắn rồi. Phôi 2 da, có định vị này và ngọn 2.2 ly. Tình trạng con này thì nó sẽ mới như này. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% á. Đó. Giá cần để cho mình là giá 1 triệu 6 nha, mã số 17. Con này cân nặng là 120 g thôi, tương đối nhẹ nha, 2m. Lùi lắc lùi chẽm, MH thì dạng cứng bạo lực rồi. Đây 18 này. 18 thì con này là cần lưu 3 khúc, con này cho nên mình lưu gần như này. Đây con này cho nên mình lưu gần, lưu bộ lực này. Lưu nhớ hơi và nhớ thật này. Con này cần lưu 3 khúc carbon, độ dài là 11 feet là 3m3 anh em. Của dòng Not Fighter. Cái độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng về MH. Ngọn cần thì đo cho mình xác cho này là ngọn 2.5 ly nha. Cái dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji 3 chân xứ xám này. Đây. Khoen Fuji 3 chân xứ xám nha. Cái khoen đề ba con này là khoen Fuji 30, một khoen chân cao như này. Khoen chân cao nha. Chân cao thì để mình quăng đi xa được này. Cái tay cầm thì nó còn bằng cán bần, còn nguyên cái siêu chữ bóc luôn. Bát vạn Fuji chữ vàng. Đây. Cân nặng của con này là 320 g, mã số 18, giá 1 triệu 2 nha anh em. Cho nên mình lưu gần nha. 1
1.200.000. Mã số 19 thì một con cần lưu máy ngang. Đây con này là cần lưu máy ngang một khúc nha anh. Đây cần lưu máy ngang một khúc. Con này thì của dòng mà Nutker sau Dutter, con này dài thì là 5.6 là 1m68 nha anh. Của dòng mà Jackson. Jackson là thương hiệu của Mỹ nha anh, sản xuất tại Hàn Quốc. Đây. Thông số tại mồi là 3/4 OZ tầm khoảng 21g, tại cá là tầm khoảng 10kg nha anh. Cái tay cầm con này thì nó bằng cán bần này, pad bằng Fuji, máy ngang nha. Dàn khoen này dàn khoen Fuji ba chân sứ đen hết này. Đó. Một khúc nha. Một khúc thì trong là di chuyển hơi bất tiện cho nên mình lưu sẽ tốt hơn. Ngọn 2 ly. Đây, carbon nha. Jackson sản xuất tại Hàn Quốc nha, thương hiệu của Mỹ. Cân nặng con này là 110g, mã số 19, giá 600.000 ạ. 600 nha anh. Mã số tiếp theo là 20. 20 thì một con cần lưu một khúc máy đứng như này. Con này có dòng Kenrap nha. Đây có dòng Kenrap. Cái độ dài con này là 6 feet 1.8 độ cái L. L thì thông số tại mồi tầm khoảng vào 12 gram nha. Con này Kenrap nội địa Nhật, tại cá tầm khoảng 6 kg. Dàn khoen có mình là dàn khoen full silicone thế này. Đây full silicone hai chân nha. Đây full silicone hai chân. L thì trong là cảm giác mềm thôi, ngọn 1.8 ly. Tình trạng con đẹp như này. Đây Kenrap thì khỏi bàn rồi. Đó. Khoen mình là khoen silicone nha. L thì nó mềm cảm giác thôi. Cân nặng của cần này là 120g, mã số là 20, giá 1.4 triệu ạ. Đây 1.400.000. Khoen gold. Mã số 21, con cần này là con cần zip đây này. Con này trên này mình zip nhùng này được này. Đây zip cái nhùng luôn này. Con này thì cần cắm gốc, cần zip cắm gốc. Cái độ dài con này là 7 feet là 2.1 cái này. Thông số tại mồi từ 30 đến 90g, cũng dạng bừa, hỗ trợ PE từ số 1 đến số 3. Cái con này thì khoen pad là khoen pad hãng nha, lọ Sidaxit cho mình đây. Khoen đề ba là khoen 40 này. Chân cao. Đó. Con này thì độ cứng của cần rơi cho mình tầm khoảng với MH cái này. Đây. Con này zip là rất là dẻo nha. Nó sẽ có cái độ đây, cái độ đánh đích nhất định á thì mình zip nó sẽ tốt hơn. Ngọn lớn nha, 3.2 ly. 3.2 ly khoen loại sứ đá xít này. Đây tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn đẹp và sáng hết nha. Cắm gốc. Tay cầm cán mút. Cân nặng con này thì là 320g, mã số 21 cái này, giá 1.2 triệu. Đây 1.200.000 ạ. Mã 22 thì con này cho nên mình câu ngâm câu bè, câu ngâm được này, câu lăng xê nha. Con cần này hai khúc, dài là 2m1, cứng 30. Đây, cứng 21, cứng 30. Khoen của mình là khoen Fuji ba chân hết nha. Đây lọ Sidaxit nè. Cứng 30 thì ngọn nhỏ, đo được là 2.2 ly thôi. Tổng thể thì con này còn mới nha. Đây còn mới và đẹp thế này. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji. Đây, hai khúc nha, câu ngâm lăng xê. Cân nặng con này thì nó chỉ có là 180g, mã số 22, giá 700.000 ạ. Mã số 23, một con cần 3 khúc. Con này của dòng Olympic. Cũng đánh chép này, công ngâm cho mình luôn. Dài là 3m3, cứng 50. Con này bản nội địa Nhật nha. Đây, nội địa Nhật nha. Khoen Fuji ba chân sứ đen. Ngọn cần thì đo cho mình được chắc này là ngọn 2.4 ly. Cứng 50 thì nó sẽ vừa. Con này thì đánh chép thoải mái này. Chép 5-7kg này, bo tốt này. Tay cầm cán bút bát vặng Fuji. Đây, cần này bản, con này bản nội địa Nhật nha. Còn rất là đẹp. Cân nặng là 340g, mã số 23, giá 800.000 ạ. Mã số 24, con này thì hai khúc này, con này thì công ngâm lăng xê thôi. Con này thì dài cho mình là 2m4, con này bản cái bản Japan như này. Đây bản Japan nội địa Nhật. Thì pad Fuji và khoen Fuji hết nha. Độ cứng tầm khoảng từ 60 này đến 380. Đây 60 đến 80. Đánh chép công ngâm cho mình thôi. Bản nội địa Nhật Japan. Con này thì ngọn của mình là ngọn đặc ngọn tháp như này. Đây ngọn đặc ngọn tháp, ngọn thủy tinh. Khoen full pad Fuji nha. Cân nặng của cần thì là 260g, mã số 24 nha. Giá con này là giá 650 ạ. Rồi cuối cùng thì 25 thì con này cho đây mình đánh cá tra bò, đánh cá lớn nha anh em. Cá tầm khoảng 20-30kg, câu biển này, của đây qua, hai khúc. Con này có dòng Sea Power 2m4, cứng là 200. 200 thì dạng cứng bạo lực rồi. Con này bản Korea xuất Nhật. Cái ngọn con này thì ngọn rất là lớn nha. Ngọn 4.6 ly. Dạng khoen này dạng khoen Fuji biển nha. Đây khoen Fuji biển này, loại sứ đá xám cho mình này. Đây tổng thể thế này. Đó. Con này thì anh em mình đánh câu biển nha, câu máy điện, câu ngâm. Câu đáy mà dạng như nước tầm khoảng 70-100m nha, đều được này. Một đánh cắt ra, tay cầm cán mút bắt bạn đây qua. Mấy con này anh em kéo con cá tầm khoảng vào tầm khoảng 7 đến 10kg đổ lên á mới có cảm giác nha. Chứ tầm khoảng 5kg á, con này kéo không xi nhê nha. Cân nặng là 490g, mã số 25, giá 1.3 triệu nha anh em. Đây 1.300.000. Rồi tổng thể thì sẽ có một số máy và cần thì anh em ứng mẫu nào comment mã số nhà cộng số điện thoại. Chốt đơn cái liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo, bên em sẽ hỗ trợ chụp hình từng mẫu cần mẫu máy gửi đem tham khảo kỹ hơn.
Rồi chúc anh em một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá nha, nhiều sức khỏe, một ngày cuối năm cuối tháng rất là vui vẻ nha với gia đình ạ.